quay trở lại với kênh Tôi Gà TV. Và trước khi vào video, các bạn đưa cho tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người đồng xin tôi tìm. Và hôm nay tôi vừa dọn đồ, gọi là dọn nhà ăn Tết xong thì tôi sẽ đi dùng cái bịch rác này các bạn đó, quăng vô cái thùng rác này. Ôi nhưng mà tự nhiên sao cái chỗ này nó có một cái hộp gì bự quá vậy ta? À mà thôi, không phải của mình quan tâm làm gì, đi về các bạn ơi. Ok vậy. Ủa sao mình nghe tiếng khóc đâu ra vậy? Đừng nói là trong cái hộp này có em bé nha. Ơi ơi, không được, ai mà giục em bé vậy, thức đức lắm, mở ra coi. Ủa kìa vậy? Wow, cái gì đây? Trong cái hộp này sao có quá trời cái con gì vậy các bạn ơi? Con heo này, con thỏ này, con gà, con chó gì tùm lum vậy? Nó như kiểu là thú bông á các bạn ơi, nhưng mà nhìn nó dễ thương quá đi à. Trời ơi, ai mà giục đi ủ vậy trời. À, nếu mà mọi người giục thì tôi xin nha, tại vì đây là thùng rác mà. Được rồi. Vậy bây giờ mình sẽ đem những cái con thú bông dễ thương này mình về mình tặng Nabi các bạn nha. À. Lấy đó thôi nào. Bây giờ tôi lấy được 6 con này, tôi quyết định đem về để tặng cho chị Nabi các bạn ơi. Vì đây là những cái con gấu bông mặc dù dục nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp nha mọi người. Tặng chị Nabi đó, dễ thương không, dễ thương không? Trời đất ơi, em sẽ không nói là em kiếm được tụi nó ở thùng rác đâu. Ôi quên, đừng có nói. Ơ lộn lộn. Không không phải, không phải, không phải thùng rác. Nhưng mà công nhận là nó dễ thương thiệt đó. Ồ dễ thương là được rồi. Trời ơi, chị Nabi thích này các bạn ơi, vui quá à. Ở đây chúng ta có con gà này, con heo. Chị Nabi cho em mượn cái dao nha. Ủa hình như Huy nó có tới kìa. Ủa mày mang cái gì? Mấy cái con thú bông mà tao mới đem về này, dễ thương, tao tặng chị Nabi đó. Tại sao mày lại đem nó về đây tô gà? Đây được gọi là những sinh vật mỉm cười. Nhưng mà nó cười thì sao, thì nó dễ thương mà đúng không mọi người? Không như mày nghĩ đâu, đây chính là bạn của Catnap đó. Và Catnap đang đi tìm bọn chúng. Cái gì? Catnap đang đi tìm mấy đứa này ơi? Nhưng mà nếu mà nó đi tìm thì nó sẽ tới chỗ của mình tìm mà. Ờ Catnap nó có dễ thương không vậy Huy? Nó bày không, Catnap là một sinh vật vô cùng đáng sợ. Cái gì vô cùng đáng sợ hả? Thiệt hả? Chết rồi, vậy mình đem mấy con này về đây là một sai lầm mà nó phải chết rồi. Em xin lỗi chị Nabi nha. Trời đất ơi, ui từ từ, ngoài đó. Ê, mọi người ơi, nhìn ra cửa sổ xem thử, ngoài đó là cái ai vậy? Sao có phải Catnap? Ôi là Catnap kìa các bạn ơi. Chết rồi, vậy sao đây? Nabi nó đang tiến vô nhà của mình, nó đang tiến vô nhà. Ê, nhanh lên Nabi. Đi đi qua nhà tao đi, nhanh lên. Ôi qua nhà Huy, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nó vô nó kia mà kìa, chạy lại, chạy lại, chạy lại. Bây giờ chúng ta phải qua nhà Huy nấp trốn thôi các bạn. Mình lỡ dẫn dụ Catnap tới làng sinh tố tụi mình rồi. Trời ơi, lần này tô gà báo chưa phải Huy nấp báo nữa các bạn ơi. Đâu 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 Huy nấp ơi, đâu đâu đâu. Ui, đằng sau nhà Huy nấp có gì? Ôi, một căn nhà an toàn hả? Trời ơi, mày xây nó từ hồi nào vậy? Trời, có điện xung quanh luôn nè, xịn vậy. Tao xây là để đề phòng trường hợp nó xảy ra như thế này. Ghê vậy Huy nấp, hôm nay dữ dằn người ta. Được rồi, vậy chúng ta đi vô căn nhà của an toàn của Huy nấp đã chuẩn bị sẵn đi các bạn, đóng cửa. Wow, xịn quá vậy. Để tao bật đèn lên nè. Chà. Wow, trời ơi các bạn ơi, sáng rồi. Ôi, nhưng mà căn nhà an toàn này hoạt động như thế nào vậy Huy nấp ơi? Sao tao thấy bên này nó có mấy cái tivi rồi, có cái pin rồi tùm lum, có cửa này là sao vậy? Ui, có bên cạnh có camera đây này các bạn ơi. Đúng rồi, đây chính là khu vực điều khiển đó. Vậy là ở đây mình có thể theo dõi được xung quanh này các bạn. Còn cái này là cái gì đây, gạt cần? Wow, cái này gạt cần là để đóng cửa mở cửa hả? Ơi đúng rồi, hình như chúng ta đúng phải rồi, mở cửa để mình tiết kiệm pin này đúng không? Nếu mà chúng ta đóng cửa thì nó sẽ tốn pin, nhưng mà tới khi đúng hết pin một cái chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó các bạn, là chúng ta phải sử dụng một cách thiệt là hợp lý nha mọi người. Quay nhưng mà khi chị tìm hiểu thì chị biết là con Catnap nó có thể thả ra một cái khí gây cười. Cái gì? Cái cười chúng ta sẽ buồn ngủ và cái gì ngủ. Ghê vậy? Vậy là con Catnap nó sẽ làm chúng ta ngủ thôi. Mọi người cẩn thận, mọi người cẩn thận, đừng để mình hít phải cái khí đó nha. Ok, cảm ơn chị đã bị dây mẹ. Hả kìa. Ôi, nó đang đi tới căn nhà an toàn của chúng ta kìa các bạn. Được rồi, bắt đầu chúng ta bật chế độ phòng thủ nào. Let's go. Đi 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 chỗ khác. Ôi, nó đi thiệt kìa. Nó bay. Không phải đâu, nó đi qua bên này nè. Hả cái gì, nó đi qua bên này. Wow, nó qua đây kìa. Đóng cửa lại mày nè con. Trời ơi, mày với mày suýt nữa nó vô đây rồi các bạn nhớ. Là không được mở cửa cho nó. Ôi, ôi, nó qua bên phải kìa. Qua bên phải kìa, đóng cửa lại. Cha mày nè con, trời ơi nguy hiểm các bạn. Rồi để tôi kiểm tra thêm nữa, nó còn ở ngoài không các bạn? Ui nó đi chưa ta, để bật đèn lên coi. Trời ơi đúng là đêm khuya khi mà gặp Catnap mà chúng ta không được mở cửa cho nó nha mọi người. Ui có vẻ tạm thời an toàn rồi các bạn, an toàn. Gà, sao mày đóng hai cửa vậy? Cái hả cái gì? Cái gì? Wow, trời ơi. Nãy giờ quên mất, mình phải để ý cái cục pin này các bạn, nó giảm pin rồi. Bây giờ chúng ta phải mở cửa ra để tiết kiệm nguồn điện rồi. Nhưng mà nó đi cho ta, nó đi cho nó đi rồi. Hình như Catnap nó đi rồi các bạn. Được rồi. Bây giờ trời ơi nó ở trước cửa kìa, nó ở trước nhà mình kìa anh em ơi. Ôi nó chạy kìa, nó chạy kìa, nó chạy qua bên này, qua bên này, nó lại qua bên này. Gạt cần số, gạt số. Trời ơi cái con này thiệt chứ. Ôi nó đi rồi, nó đi rồi các bạn. Trời ơi may quá à. Rồi rồi mọi người coi thử nó đâu mất tiêu. Ôi sao nãy giờ không thấy nó đâu luôn rồi các bạn. Ôi vừa thấy nó ở đây mà nó sao nó đâu mất tiêu rồi bên này con.
đúng rồi đúng rồi, chúng ta phải kiểm tra camera, các bạn không có thấy nó là mình càng thấy bất an thôi à. Được rồi, để coi camera nào đây, qua cái này coi. Chà, ui mình thấy được camera bên phải, hình như không thấy gì hết em ơi. An toàn rồi. Vậy thì để chị mở cửa bên phải nha. Chị Đa Bi ơi, ơi đừng, chị Đa Bi ơi, em thấy nó bên phải kìa. Trời đất ơi, nó dụ mình, nó đứng bên phải. Ơi chị Đa Bi, sao chị mở cửa vậy, nó đi vô kìa. Rồi luôn, nó đi vô luôn rồi. Chết rồi, giờ sao đây mọi người? Nhà an toàn còn một lớp nên mày bấm vô cái nút này đi. Ôi cái nút này hay cha ơi, cái lớp kính nó mở ra là mọi người lùi lại. Ôi nó vô kìa. Đạt đi. Wow! Trời ơi. Chúng ta đã bỏ cái khu đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta đến với khu thứ hai. Wow, chỗ này là mình lại đầy binh lại, sao tuyệt vời. Ui đó mày. Để tôi nhìn xung quanh rồi, có vẻ an toàn. Khi mà an toàn rồi chúng ta mới được mở cửa. Có ai được rồi, bây giờ mở cửa này, tiết kiệm binh này. Bây giờ chúng ta lẹ đi. Ok, để bây giờ kiểm tra camera nè. Đây chính là camera chỗ hồi nãy. Ôi hình như nó đi ra được kìa các bạn. Ui nó đi ra cái phòng hồi nãy rồi, nó bị kẹt lại rồi. Nó đi ra. Ôi nó đang đi qua chỗ bên phải kìa mọi người ơi, đóng cửa lại. Chị nào bây giờ đóng cửa lại đi, nó tới kìa. Ôi giời, may quá đi trời ơi, lần này chị đã bị đóng kịp chứ không có mở. Ừ, nó ở ngoài. Ừ, nó ở ngoài kìa. Đi cái con cách đáp kia, đi chỗ khác đi. Trời ơi nó cứ đứng lì ở đây coi, trời nhìn cái mặt nó. Ui nó đi rồi. Không biết nó đâu rồi. Ôi nó chạy tới, nó chạy tới kìa. Ôi mọi người ơi, lùi lại, đóng cửa lại nè. May nè. Trời ơi cái con cách đáp này nó chạy lẹ thì chứ đúng là mấy con mèo các bạn. Ui hình như nó đi rồi, để tôi mở cửa ra tôi coi thử coi. Ui nó đi rồi kìa, nó đi thiệt rồi kìa các bạn. Nó đi rồi mọi người. Được rồi, an toàn. Được rồi, bây giờ Nabi kiểm tra bên phải nha, nó tới một cái là đóng cửa liền. Còn em kiểm tra bên trái nha. Ui nó coi camera nha, nó mời coi camera nha. Ui nãy giờ không thấy cái con cách đáp nó vô đây các bạn, có vẻ nó sợ, nó bỏ chạy mất tiêu rồi. Ủa cái gì chị Nabi ơi, bên nó ổn không, bên đó chị Nabi ơi. Ôi chị Nabi ơi, cái gì ôi chị Nabi, bên đó nó đang thải ra cái khí gây buồn ngủ kìa. Chết rồi, cứu chị Nabi ơi, Nabi ơi, nó bắt chị Nabi ơi. Ôi đâu cửa lại ơi. Trời ơi rồi luôn, nó bắt được chị Nabi ơi các bạn ơi. Trời ơi nó đâu mất tiêu luôn rồi. Ok cái gì, đâu nó qua kìa, đâu cửa lại. Trời ơi đừng có hòng mà thải khí độc cho đây nha mày. Trời ơi nguy hiểm quá đó mày, nó bắt được chị Nabi rồi, giờ sao đây? Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng đi sinh tồn thôi chứ. Bây giờ phải làm sao đâu, kiểm tra camera coi. Ôi Huy đó mày, sao bây giờ binh của mình chỉ còn có một cục chạy. Đúng rồi, nãy giờ mình quên mình đóng hai cái cửa rồi, bây giờ mình hết binh luôn rồi. Ôi kìa vậy. Rồi luôn, cục cuối cùng hết binh luôn. Rồi luôn, điện cấp luôn rồi các bạn. Sao tôi thôi, ôi cái cửa đó nó mở ra hết luôn rồi kìa. Chết rồi, con cá đáp nó đi rồi, giờ sao? Một bước mở cái này ra đi. Ok bấm vô. Chà. Wow, đừng ơi mở cửa rồi, đi vô đi rồi. Ôi nó tới kìa, đừng ơi gạt cưng gạt nè, đóng cái đó lại. Mày nè con cá đáp ơi, trời đất ơi mày quá. Bây giờ chúng ta chỉ còn một căn phòng cuối cùng thôi đây các bạn. Đây chỉ là căn phòng bảo vệ cuối cùng và nó vẫn còn đầy binh đi các bạn. Lần này mình phải rút kinh nghiệm, mình phải tiết kiệm binh thiệt là kỹ các bạn ơi. Được rồi, hình như an toàn rồi, an toàn. Ok tiết kiệm binh đây các bạn. Mở cửa hết ra nè, không có cách nắp xung quanh là chúng ta phải mở hết rồi. Chúng ta kiểm tra đèn rồi các thứ đã. Không có gì là an toàn hết các bạn. Các bạn nào đã từng coi Poppy Playtime 3 rồi thì nhớ hả, biết con này cách nắp này nó đáng sợ như thế nào thì nhớ comment bên dưới cho tôi biết nha. Để tao vô tôi kiểm tra camera để xem cái con cách nắp nó đi đâu rồi nè. Đây rồi, đây chính là camera bên trái nè. Bên trái có gì không tôi gà? Không có gì nó ơi, hình như bên trái còn mẹ an toàn, để tao qua bên phải coi. Còn đây là camera bên phải này các bạn. Ơi cũng không thấy nó. Ủa, luôn nó ơi, không có luôn, không có luôn. Vậy thì nó ở đâu được các bạn, nó trốn ở đâu trời? Quái lạ thì. Ủa, chứ bên ơi, trái bên phải đều không có. Ở trên này là trên nào cơ, cái gì? Wow, trời ơi con mèo nó trèo lên nóc nhà kia các bạn. Nhưng mà nó ở trên đó làm gì vậy, nó đâu có vô được đâu mà nó trèo lên chi vậy ta? Leo leo con mèo. Ủa, không có chui vô được. Không vô được mà nó thải khí vô. Cái gì luôn, nó thải khí ngủ vô đây hả trời ơi. Ôi lùi lại trời ơi, khí đâu bây giờ. Đừng có ngửi nha, đừng có ngửi nó, ngửi một cái là mình buồn ngủ hết trơn rồi. Bây giờ phải làm sao nó bây, không được ngửi nó giờ sao đây? Không sao đâu tôi ơi, bên mình đã có trang bị máy lọc không khí. Cái gì máy lọc không khí? Ở cái quạt này ơi, bấm thử đi, bấm thử coi. Hãy cha bấm nút vô. Nó đang hút cái khí độc vô kìa, bấm đây hút vô vô vô, bấm nhiều vô rồi nó hút hết luôn rồi. Này tại vì hả khí độc hả con mèo cách nắp kia. Trời ơi cái căn phòng nhà an toàn này hiện đại quá đi à. Ui hết luôn rồi, hết luôn. Xài nó tốn pin lắm, còn có ba cục kìa. Rồi luôn trời ơi, xài máy lọc không khí nó cũng tốn điện nữa, còn có ba cục pin nè. Chết rồi chúng ta phải tiết kiệm pin thôi. Nhiều độc hơn nữa kìa, nó lại đây nữa kìa. Bấm lúc đi, bấm nè cha. Đâu hút khí độc cho rồi. Ôi nó hút vô. Wow, trời ơi cái máy lọc không khí hút nó đi, hút nó đi, hút hết đi nào, hút hết đi nào. Trời ơi mày quá, không kịp rồi. Cái gì, chỉ còn hai cục pin thôi sao?
Nhưng mà không sao coi, chúng ta vẫn có thể sinh tồn được. Bây giờ cái khiên trên màn hình thành khiên màu đỏ rồi. Hồi nãy là cái khiên màu xanh, sao bây giờ nó thành khiên đỏ rồi Huy? Nó bay là sao vậy? Có nghĩa là cái máy lọc không khí của chúng ta đã bị nhiễm độc lắm rồi. Cái gì vậy? Có nghĩa là nó sẽ không lọc tốt được nữa sao? Trời ơi, sao cái khí độc nó mạnh quá vậy các bạn ơi? Chứ là giờ sao đây? Hy vọng là nó lại vô khí độc kia đó. Bay Huy đó, bay bấm nút lọc không khí nữa đi, bấm nè, bấm cái bay, xoay lọc không khí rồi. Trời ơi, nó bay vô được, nó lại lọc được nữa rồi các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ chỉ còn một cục pin thôi sao? Ủa nhưng mà sao tự nhiên nó báo hiệu cái gì đỏ đỏ báo động gì quá trời vậy? Nó phải rồi đó. Tại vì cái máy lọc không khí nó nổ cái máy lọc rồi kìa. Rồi luôn, máy lọc không khí của chúng ta nó quá tải, nó hư rồi các bạn. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bị nhiễm độc sao? Cái gì? Hết pin luôn rồi anh, cái gì vậy? Hình như điện nó cũng tắt luôn rồi luôn. Chúng ta hết đi dầu. Con cắt nắp nó đi vô rồi kìa. Chết rồi, giờ sao đây? Nó đang đi tới kìa rồi. Ôi không, rồi luôn. Mày cũng ngủ ngon, các bạn cũng ngủ ngon nha.